Thưa quý vị, sau khoảng thời gian dài học tập căng thẳng, kỳ nghỉ hè là dịp để thiếu nhi được vui chơi, thư giãn, là hoạt động trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa. Môi trường quân đội dường như đã trở thành lựa chọn của nhiều thanh thiếu nhi mỗi dịp hè về để có thể hoàn thiện kỹ năng sống. Và cũng từ nhu cầu thực tế này thì nhiều địa phương đã có những cách làm hay, đầy sáng tạo để giúp cho các bạn nhỏ có thêm nhiều trải nghiệm. Năm 2024, tỉnh đoàn Lai Châu phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự đã tổ chức tuần lễ học kỳ quân đội trên thao trường ở Trung đoàn 880, giúp các chiến sĩ nhí có trải nghiệm lý thú trong môi trường kỷ luật. Tham gia chương trình, có 85 thanh thiếu niên được chia làm 4 tiểu đội. Trong 7 ngày học làm chiến sĩ, các bạn nhỏ được rèn luyện để thích nghi với môi trường kỷ luật của quân đội. Qua đó, các em đã hình thành thói quen sinh hoạt tốt như dậy sớm tập thể dục, dọn dẹp tư trang, gấp chăn màn, sắp xếp gọn gàng. Đầu tiên là cháu vào đây cháu cảm thấy rất là hồi hộp bạn và rất là ngại ngùng. Và nếu sau khóa quân đội này thì cháu sẽ có tính tự lập tự tin trong cuộc sống hơn ạ. Bằng việc đưa các em vào môi trường quân đội, rèn luyện theo kỷ luật sẽ giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm các kỹ năng cần thiết, xây dựng tính tự lập, tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng, mong muốn là thông qua cái chương trình học kỳ quân đội này thì giúp cho các cháu có cơ hội để rèn luyện cái tính kỷ luật, nâng cao cái nhận thức, rồi là có cái sự mà làm việc theo tập thể, để qua đó là hình thành rồi rèn luyện cái nhân cách cũng như là cái sự phát triển sau này của các cháu. Điểm mới của học kỳ trong quân đội năm nay là giáo án được các giảng viên kết hợp 40% kiến thức quân đội và 60% kiến thức kỹ năng sống thực tế. Đây là mô hình giáo dục tổng hợp tiêu biểu dành cho thanh thiếu niên do Trung tâm Thanh thiếu niên xây dựng, triển khai tổ chức thường trực nhằm giúp các chiến sĩ nhí nhận thức được những giá trị của kỷ luật, của việc lao động, học tập. Từ đó, rèn luyện ý chí, nghị lực, khơi dậy lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay. Trong cái chương trình học kỳ quân đội 2024 thì Trung tâm Hoạt động Thanh tỉnh phối hợp với Trung đoàn 850. Thứ nhất là về công tác tuyển sinh thì hiện tại là đã được gần 100 em. Thứ hai là về cơ sở vật chất, chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nghỉ, tắm giặt của các em. Và thứ ba là về chỗ công tác hậu cần thì là đã đảm bảo rất là an toàn để cho cái chương trình học kỳ quân đội 2024 được diễn ra sẽ thành công tốt đẹp. Còn đây là hình ảnh các chiến sĩ nhí tham gia học kỳ trong quân đội được tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ban đầu, nhiều em học sinh còn bỡ ngỡ và chưa kịp thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, qua thời gian ngắn được trải nghiệm thực tế, giúp các em đã tự lập hơn và trưởng thành hơn. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình. Vào đây thì em được học cách gấp nội vụ sáng dậy sớm để tập thể dục cùng các bạn ạ. Và được đi hành quân dã ngoại. Sau khi tham gia chương trình này thì em sẽ cố gắng duy trì những thói quen tốt này ạ. Tham gia chương trình, các em được trang bị những kiến thức về kỹ năng sống như kỹ năng phòng vệ, phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm và được giáo dục một số giá trị sống cơ bản. Đồng thời, tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, hành quân dã ngoại, hành trình về nguồn, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Thông qua đó, giúp các chiến sĩ nhỏ gần gũi nhau hơn, tích cực, mạnh dạn thi đua học tập và trải nghiệm. Từ những kết quả đạt được ở đợt 1 này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức đợt 2, bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Và trong đợt 2 này, ban tổ chức chương trình cũng sẽ chuẩn bị các nội dung cũng như là các bài học để cho các chiến sĩ tham gia chương trình được học tập, rèn luyện và đặc biệt là rèn được tác phong kỷ luật, lòng biết ơn đến người thân, gia đình và biết quý trọng bạn bè, thầy cô. Và chương trình học kỳ trong quân đội của chúng tôi cũng sẽ được tiếp tục tổ chức vào những năm tiếp theo. Sau khi trải nghiệm môi trường quân đội, các em sẽ được trang bị một số kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, có ý thức tự giác, ý thức kỷ luật, biết khắc phục những khó khăn để vượt qua thử thách, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người xung quanh. Đồng thời, góp phần giáo dục, bồi dưỡng các em tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc
khẳng định vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.